Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm mồi lươn để thi thật đúng. Các bạn băm nhỏ cái con này nha. Dùn mình đào hơi ít. Không biết là ngày mai từng này có đủ 30 ống không. Các bạn cố gắng băm thật nhỏ nha. Đấy. Các bạn làm thật nhỏ cho mình. Rồi các bạn đầm trứng vào nha. Gì mà lâu thế? Hey, băm thế này này. Lại mà học này. Đây đây, học nghề này. Nghề này là nghề dấu này. Dún á. Là phải băm nhỏ thế này. Hiểu chưa? Không phải cắt khúc đâu. Băm thật nhỏ thế này. Đó. Thế cứ biết rồi. Dạo này thì để chuyến băm chúng thôi. Nói. Gọi cho mà nó được. Mấy mà cần đúng hè này. Rồi, đấy. Đó là một cái video làm mồi cho các bạn ạ. Đây là video bối mồi này. Cái nữa. Ở đây cầm nó lại. Đấy. Ồ, xịt ống lại. Đi học nghề mà chứ đây. Đây là ô của mình các bạn này, đi học nghề thì thật trúng mà như thơ khẩn lập. Đấy, rồi. Đó, từ từ thôi. Đấy. Rồi. Bôi môi này. Thế này đó, hai ổng lần ạ. Rồi, đi quay cho con, cầm lên. Đứng lên chấm cái gì nhỉ, để đó, đấy nha. Quay được rồi. Quay theo cái gì nhỉ. Bôi môi này. Quay nhưng mà mặt anh nhìn nó môi à. Đó. Nhìn được mà học cái thôi thôi. Bôi môi thế này này, lên đúng kỹ thuật này. Này, đi được rồi. Giờ tính đủ rồi. Một ống này. Thì nó bắn gì được. Đó. Bắn xong rồi. Ờ, con bắn chắc là thế đấy, máy rút ra được à? Rút ra được, con mở ra. Nè. Chào Dương. Chào Dương. Jun. Đó. Như thế. Đó. Nhưng mà có cảm thấy la thì vô đi cái có thể thế này. Này. Đó. Đấy, làm xong sạch sẽ là. Đó. Gọi là bôi môi kỹ thuật. Đấy. 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 Rất là nhanh. Chưa, rất là sành điều chưa. Đấy. 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 Đó. Hiểu chưa? Ừ. Đấy, thì nó bay cái thả nữa. Phải là rủ uống tương nữa là. Đấy. Hai vợ chồng đi thôi. Hai người chồng đi luôn cho tình cảm. Kiếm 200 thôi. 200 thôi. Hai ông ba. Kiếm thì dám chục đếm thôi. Được. Con đi nắm là có tiền gửi nàng.
đào dún à, là đào dún như nhiêu tỷ này đấy hơi ít đấy, đấy ít đi đó có cái nửa điện cho mà ấy để đào lên đây là đào có một mảnh chi na ít mình biết chứ mình giao đó mình biết mình chấm mất ngồi đến mình biết có mấy cái mà lần đầu tiên mình này đủ đâu á mấy cái kia khoảng 4-5 cái hài gió những cái như rồi thì rồi khi đâu thì đi xong do thiếu môi nên các bạn thông cảm hôm nay là đủ rồi ok bắt đầu chúng ta đi thả lươn.